Natalie Portman từng tiết lộ cô bị tình dục hóa khi tham gia bộ phim Leon The Professional. Lúc này Portman chỉ mới 12 tuổi. Nữ diễn viên khẳng định trải nghiệm tồi tệ này khiến cô sợ hãi với bản năng của mình. Về khía cạnh gia đình, Life Coach Cát Thảo Nguyễn chia sẻ trong podcast Have a Sip số 168 rằng chị khó có con. Đứa bé chị mang thai được bác sĩ ở Úc chẩn đoán là nếu sinh ra sẽ không sống được quá 12 tháng. Chị tự hỏi về giá trị của bản thân mình khi không được làm một người mẹ. Nữ rapper Tờ Linh cảm thấy khó khăn với sự nữ tính, không đi giày cao gót được và khi làm tình cảm thấy bị cứng nhắc. Trong scandal đầu năm 2024 khi đăng ảnh với hình bộ dạng sinh dục của nam giới lên Instagram, Tờ Linh cảm thấy khó khăn khi phải trung hòa giữa việc làm nữ cường của công chúng với việc sống đúng với tính dục của mình và những ham muốn bình thường của phụ nữ tuổi 20. Trong một số nghiên cứu, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản ở Việt Nam ngại kết hôn và sinh con vì sợ trách nhiệm, muốn tập trung cho sự nghiệp nhiều hơn. Cả bốn câu chuyện này đều xoay quanh phái nữ ở những độ tuổi, ngành nghề và các nền văn hóa khác nhau. Họ đều gặp một điểm chung là tất cả đều đã và đang gặp khủng hoảng với vai trò giới tính của mình. Cuộc khủng hoảng này được gọi với cái tên là khủng hoảng tính nữ. Cuộc khủng hoảng này thực sự là gì? Liệu nó có đang xảy ra với những người phụ nữ xung quanh bạn hay xảy ra với chính bạn, những người phụ nữ đang xem video này? Hãy cùng tìm hiểu tường tận trong video được chuyển thể từ bài viết gốc của cây bút Narcy Nguyễn tại Spy Room ngay sau đây. Đầu tiên, hãy cùng đến với các định nghĩa nền tảng xoay quanh khủng hoảng tính nữ. Thứ nhất, danh tính và khủng hoảng danh tính. Giống như sự khác biệt giữa nỗi buồn và sự trầm cảm, sẽ là bình thường nếu một người phụ nữ băn khoăn về vai trò giới của mình. Tuy nhiên, nếu người ấy trải qua một thay đổi lớn hoặc một khoảng thời gian căng thẳng, người này sẽ đặt những câu hỏi nội tâm về ý thức, về bản thân của mình và những suy nghĩ này bắt đầu gây ra sự cản trở trong cuộc sống hàng ngày. Những câu hỏi nảy ra trong đầu là: tôi là ai? Tôi sinh ra để làm gì? Tương lai liệu tôi có ổn định hay không? Từ đó, họ cảm thấy lạc lõng. Những suy nghĩ này gây ảnh hưởng đến những sinh hoạt hàng ngày, khiến họ sao nhãng trong các hoạt động thường ngày. Đó chính là một cuộc khủng hoảng danh tính. Vậy, danh tính là gì? Danh tính, hay còn gọi là căn tính hoặc bản sắc. Khái niệm này bắt nguồn từ công trình của nhà tâm lý phát triển Erik Erikson, người tin rằng việc hình thành danh tính là một trong những mâu thuẫn quan trọng nhất mà con người phải đối mặt. Erik Erikson là nhà tâm lý học người Mỹ gốc Đức. Chính ông là người đã đặt những viên gạch nền tảng lên một trong những học thuyết nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng nhất về sự phát triển của con người. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi nhà phân tâm học Sigmund Freud, nhưng học thuyết của Erikson tập trung nhiều vào sự phát triển tâm lý xã hội thay vì sự phát triển tâm lý tính dục. Chính ông là người đã gọi tên được cụm từ khủng hoảng danh tính. Rất khó để định nghĩa một danh tính. Chính Erikson cũng nói rằng sẽ không định nghĩa điều này trong cuốn sách Identity, Youth and Crisis. Còn với website Psychology Today, danh tính chính là mối quan hệ, là vai trò mà con người nuôi dưỡng. Điều này bao gồm cả đặc điểm bên ngoài mà một người ít hoặc không kiểm soát được, chẳng hạn như chiều cao, chủng tộc hoặc tầng lớp kinh tế xã hội. Bản thân danh tính cũng bao gồm quan điểm chính trị, thái độ đạo đức và niềm tin tôn giáo. Tất cả các yếu tố này đều định hướng những lựa chọn mà một người thực hiện hàng ngày. Khủng hoảng danh tính hoặc khủng hoảng hiện sinh là khoảng thời gian chúng ta vật vã về giá trị của bản thân mình. Tuy nhiên, nhà tâm lý học Erikson lại có một góc nhìn khá tích cực. Ông cho rằng đó là một khoảng thời gian khám phá mạnh mẽ về các cách nhìn khác nhau về bản thân. Erikson lưu ý rằng việc phát triển một ý thức về bản thân là quan trọng trong những năm tuổi thiếu niên. Tuy nhiên, quá trình hình thành và phát triển danh tính không bị giới hạn trong tuổi vị thành niên. Thay vào đó, danh tính dịch chuyển và thay đổi qua cuộc sống khi con người đối mặt với những thách thức mới và trải qua những trải nghiệm khác nhau. Do đó, một cuộc khủng hoảng danh tính có thể xảy ra ở bất kỳ độ tuổi nào. Như ở đầu video đã nhắc đến, chúng ta thấy là Natalie Portman bị khủng hoảng ngay từ tuổi 12 khi cảm thấy không an toàn ở Hollywood. Coach Cát Thảo gặp khủng hoảng khi không đáp ứng được vai trò làm một người mẹ ở tuổi trung niên. Rơi nước mắt xúc động khi được những người mình coach gọi là mẹ, ở khía cạnh tinh thần thay vì là máu mủ. Hầu hết các triệu chứng mà Erikson và đội nhóm của mình nghiên cứu vào thời điểm đó không phải là hội chứng rối loạn căng thẳng sâu sang chấn, PTSD, cũng không giả vờ bị bệnh. Nhưng thông qua những khó khăn của chiến tranh đã khiến họ mất đi sự giống nhau giữa các danh tính và sự liền mạch theo thời gian của chúng. Họ không còn kiểm soát được bản thân như trước. Điều này theo tâm lý học có nghĩa là họ đã mất đi cái tôi của chính mình. Các vấn đề này giống như một cuộc chiến nội tâm đang diễn ra trong tâm hồn của họ. Không phải do sốc phản ứng, mà là do một cuộc đối đầu nghiêm trọng với bản thân và xã hội.
Sau khi hiểu sơ lược về các định nghĩa về khủng hoảng danh tính, các nội dung tiếp theo sau đây sẽ giải thích kỹ càng hơn về khủng hoảng danh tính ở nữ giới, hay còn gọi là khủng hoảng tính nữ. Thứ hai, hãy cùng đến với vai trò giới. Trung tâm Con người và Thiên nhiên đã viết rằng, trong cuộc sống, nam và nữ đều tham gia vào các hoạt động đời sống xã hội. Tuy nhiên, mức độ tham gia của hai giới tính trong các loại công việc là khác nhau do những quan niệm và chuẩn mực xã hội quy định. Những công việc mà họ đảm nhận được gọi là vai trò giới. Vai trò giới là tập hợp các hành vi ứng xử mà xã hội mong đợi ở nam và nữ liên quan đến những đặc điểm giới tính và năng lực mà xã hội xem là thuộc về nam giới hoặc thuộc về nữ giới trong một xã hội hoặc một nền văn hóa cụ thể. Vai trò giới được quyết định bởi các yếu tố kinh tế, văn hóa, xã hội. Nữ giới và nam giới thường có 3 vai trò giới như sau. Thứ nhất, vai trò sản xuất. Đây chính là việc đi làm thường ngày. Cả hai giới này đều có thể tham gia vào các hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, do những định kiến trong xã hội nên mức độ tham gia của họ không như nhau và giá trị công việc họ làm cũng không được nhìn nhận như nhau. Xã hội coi trọng và đánh giá cao vai trò này bởi vì nó tạo ra tiền. Vai trò thứ hai là vai trò tái sản xuất. Đây chính là các hoạt động sinh con, chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ, v.v. giúp tái sản xuất dân số và sức lao động. Những hoạt động này là rất cần thiết vì đồ ăn không tự nấu, chén bát không tự rửa, quần áo không tự sạch. Những hoạt động này giúp đảm bảo sự phát triển bền vững của dân số và lực lượng lao động. Chúng tiêu tốn nhiều thời gian nhưng không ra tiền, vì vậy mà ít khi được coi là công việc thực sự. Chúng được làm miễn phí và không được các nhà kinh tế học đưa vào các phép tính. Hầu hết phụ nữ và trẻ em gái đóng vai trò và trách nhiệm chính trong các công việc tái sản xuất. Tuy nhiên, xã hội thường không coi trọng và đánh giá cao vai trò này. Và vai trò thứ ba là vai trò cộng đồng. Đây chính là các hoạt động chăm sóc người ngoài gia đình. Công việc cộng đồng có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển văn hóa tinh thần của cộng đồng. Có lúc, nó đòi hỏi sự tham gia tình nguyện, tiêu tốn thời gian, trả công hay không là tùy bên tổ chức. Cả nam và nữ đều có khả năng tham gia vào cả 3 loại vai trò trên. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương, phụ nữ hầu như đều phải đảm nhận nhiệm vụ vai trò tái sản xuất, đồng thời cũng phải tham gia tương đối nhiều vào các hoạt động sản xuất. Gánh nặng công việc gia đình của phụ nữ cản trở họ tham gia một cách tích cực và thường xuyên vào các hoạt động cộng đồng. Kết quả là, đàn ông có nhiều thời gian và cơ hội hơn để đảm nhận vai trò cộng đồng và rất ít khi tham gia vào các hoạt động tái sản xuất. Nói tóm lại, đàn ông chiếm ưu thế trong vai trò sản xuất và vai trò cộng đồng. Phụ nữ phần đông có vai trò sản xuất và vai trò tái sản xuất. Ảnh hưởng của vai trò tái sản xuất có phạm vi ít hơn vai trò cộng đồng, thế nên phụ nữ được xem là phái yếu, có ít ảnh hưởng đến xã hội hơn đàn ông. Đó là một phần của định kiến giới. Theo việc chia sẻ 3 vai trò này, chúng ta có thể nhìn thấy rằng Natalie Portman và coach Cát Thảo gặp vấn đề vì vai trò tái sản xuất. Nếu nữ diễn viên người Mỹ bị vật hóa một cách tình dục vì Hollywood cho rằng phụ nữ và bé gái chỉ mang vai trò không được trả công ấy, thì chị Cát Thảo và trường hợp không đáp ứng hết vai trò tái sản xuất, tức là sinh con, đem lại cho chị một cơn khủng hoảng lớn nhất của người phụ nữ Á Đông, đó là không được làm mẹ. Việc tình dục hóa phụ nữ và áp đặt nửa thế giới là những chiếc tử cung biết đi, chính là một định kiến giới khó bỏ. Vậy, định kiến giới là gì mà ảnh hưởng sâu rộng đến như vậy? Tại điều 5, luật bình đẳng giới quy định, định kiến giới là nhận thức, thái độ và đánh giá thiên lệch, tiêu cực về đặc điểm, vị trí, vai trò và năng lực của nam hoặc nữ. Định kiến giới là suy nghĩ của mọi người về những gì mà phụ nữ và nam giới có khả năng làm và loại công việc mà họ có thể làm và nên làm. Đây là tập hợp các đặc điểm mà một nhóm người, một cộng đồng cụ thể nào đó dán cho là thuộc tính của nam giới hay nữ giới. Như mọi định kiến giới tạo áp lực lên cả hai giới. Với phái nữ, định kiến giới tạo nên tư tưởng trọng nam khinh nữ, làm cho phụ nữ tự ti, an phận, thiếu mạnh dạn, thiếu tự tin trong cuộc sống gia đình và xã hội. Nó cho rằng phụ nữ phải đảm đương công việc nội trợ, chăm sóc con cái là những việc chiếm nhiều thời gian nhưng không được trả công, tức là những hoạt động thuộc vai trò tái sản xuất. Từ đó, hạn chế phụ nữ học tập nâng cao trình độ và tham gia các hoạt động cộng đồng, tức là vai trò sản xuất và vai trò cộng đồng, khiến địa vị kinh tế và xã hội của phụ nữ thấp hơn nam giới. Việc xóa bỏ định kiến giới sẽ giúp cho phụ nữ mạnh dạn, tự tin tham gia học tập nâng cao trình độ, tham gia công tác xã hội, chia sẻ vai trò trụ cột gia đình với nam giới. Bên cạnh đó, nó sẽ giúp cải thiện địa vị của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Càng không thể kể đến việc này sẽ giúp giảm mất cân bằng giới tính khi sinh. Cuối cùng, buông bỏ những định kiến sẽ giúp phát huy tiềm năng của tất cả các thành viên gia đình, góp phần xây dựng gia đình phát triển toàn diện và xã hội văn minh. Tại sao trong hầu hết các trường hợp, phụ nữ lại thường là nạn nhân của cuộc khủng hoảng về bản thân?
Xã hội ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, nuôi dạy những bé gái rằng phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Như thể chồng con là câu trả lời cho mọi vấn đề trong cuộc sống của người phụ nữ. Điều này tạo ra cảm nhận rằng việc học tập, có công ăn việc làm đúng sở trường và làm những gì mình thích là thứ yếu. Một trong những đoạn văn quan trọng nhất của cuốn sách Identity, Youth and Crisis của Erikson đề cập đến khái niệm chấn thương vùng sinh dục, tức là cảm giác mất mát mà phụ nữ, đặc biệt là ở thời thơ ấu, nhận ra sự khác biệt giới tính và cảm thấy thiếu sót về bản thân khi so sánh với nam giới. Sự nhận thức này có thể gây ra cảm giác thiếu tự tin, lo lắng và thậm chí là lòng căm thù về bản thân vì họ sinh ra trong thời kỳ trọng nam khinh nữ. Tuy nhiên, qua thời gian và qua các giai đoạn phát triển tâm lý khác nhau, phụ nữ có thể trải qua một quá trình chuyển đổi từ sự tập trung vào sự mất mát của bộ phận sinh dục đáng ghen tị trong một xã hội ưu ái đàn ông, sang việc nhìn nhận và phát triển tiềm năng nội tại của mình. Thay vì chỉ nhìn vào những gì họ không có, họ có thể bắt đầu đánh giá cao những gì họ có và nhận ra giá trị của sự nữ tính trong bản thân mình. Quá trình này cũng có thể bao gồm sự thay đổi trong cách nhìn nhận về mối quan hệ, từ sự căm ghét hoặc căm phẫn đối với mẹ và các phụ nữ khác, đến sự đoàn kết và hiểu biết đa chiều hơn về trải nghiệm của phụ nữ. Một phần quan trọng khác của sự phát triển này là việc thay đổi cách tiếp cận hoạt động và vai trò trong xã hội. Thay vì chỉ thụ động và từ bỏ những hoạt động mà xã hội coi là nam tính, phụ nữ có thể trở nên tự tin hơn trong việc tham gia và theo đuổi những hoạt động mà phù hợp với bản chất và vai trò của họ. Điều này có thể là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng sự tự tin và sự hài lòng với bản thân. Cuối cùng, Erikson nêu rõ rằng việc hiểu sự đau đớn không chỉ là một khía cạnh của trải nghiệm con người nói chung, mà còn là một phần của vai trò và trải nghiệm nữ giới nói riêng. Thay vì chỉ xem sự đau đớn là một điều tiêu cực, phụ nữ có thể học cách nhìn nhận và hiểu rõ sự đau đớn như một phần của việc sống và trải nghiệm con người. Nhưng để có được cái nhìn này, những người phụ nữ phải trải qua cuộc khủng hoảng tính nữ. Tiếp đến, hãy cùng nhau nhận biết các dấu hiệu của khủng hoảng tính nữ. Theo website Very Well Mind, trong các giai đoạn phát triển tâm lý xã hội của Erikson, sự xuất hiện của một cuộc khủng hoảng danh tính xảy ra trong những năm tuổi thiếu niên, khi mà con người đấu tranh với cảm giác về bản thân và có sự nhầm lẫn giữa những vai trò của mình. Một người đang trải qua một cuộc khủng hoảng danh tính có thể bị chiếm tâm trí bởi những câu hỏi sau. Tôi đam mê điều gì? Tôi tin vào tín ngưỡng tâm linh nào? Giá trị của tôi là gì? Vai trò của tôi trong xã hội hoặc mục đích của cuộc sống là gì? Tôi là ai? Câu hỏi này có thể liên quan đến nhiều khía cạnh như mối quan hệ, tuổi tác hoặc sự nghiệp. Quan trọng, người bị khủng hoảng phải nhận thức rằng có cảm xúc tiêu cực về bản thân hoặc cuộc sống của mình có thể là dấu hiệu dẫn đến trầm cảm. Nếu bạn cũng đang trải qua các triệu chứng về trầm cảm như tâm trạng thấp, mất hứng thú, mệt mỏi và cáu kỉnh, bạn rất nên nói chuyện với những chuyên gia có chuyên môn trong lĩnh vực này. Trong thế giới biến đổi nhanh chóng ngày nay, cuộc khủng hoảng danh tính có thể phổ biến hơn so với thời của Erikson. Những khủng hoảng như vậy thường xảy ra khi có một thay đổi đột ngột trong cuộc sống của một người. Điều này có thể bao gồm những thay đổi trong cuộc sống cá nhân hoặc sự kiện xã hội rộng lớn hơn như đại dịch COVID-19. Mọi người thường trải qua một cuộc khủng hoảng danh tính ở các điểm khác nhau trong cuộc đời, đặc biệt là những điểm có sự thay đổi lớn, bao gồm bắt đầu một mối quan hệ mới, kết thúc hôn nhân hoặc mối quan hệ đối tác, trải qua một sự kiện gây sốc, có một đứa con, tìm hiểu về một tình trạng sức khỏe, mất đi một người thân yêu, mất việc làm hoặc bắt đầu công việc mới, hay chuyển đến một nơi ở mới. Ngoài ra, vì có các tình trạng sức khỏe tâm thần như trầm cảm, rối loạn nhịp cảm xúc và rối loạn nhân cách biên giới cũng có thể tăng khả năng trải qua cuộc khủng hoảng về bản thân. Vậy thì, các phương pháp đương đầu với khủng hoảng tính nữ là gì? Theo Erikson, khủng hoảng danh tính không phải là một căn bệnh. Nó là một cơ hội để phát triển một ý nghĩa thực sự về bản thân và mục đích. Có nhiều cách để có thể vượt qua khủng hoảng danh tính. Một số cách có thể kể đến như là: thứ nhất, chấp nhận cảm xúc của mình. Bước đầu tiên của việc giải quyết vấn đề chính là nhận ra bản thân có vấn đề. Trong giai đoạn nhạy cảm này, hãy đối xử tử tế với bản thân. Hãy nhắn nhủ rằng việc mình có vấn đề là ổn thôi và đối xử với chính mình như cách bạn đối xử với người bạn thân của mình. Chính bản thân là kẻ thù lớn nhất của một con người. Hãy nhớ rằng nếu một người bạn chì chiết bạn như cách bạn đang chì chiết chính mình, có lẽ mối quan hệ đó sẽ chẳng kéo dài lâu đâu. Thứ hai, khám phá những niềm tin và sở thích của bản thân. Khi bạn đang đặt câu hỏi về bản thân, sẽ có ích nếu như bạn nhìn vào bên trong và suy nghĩ về những điều bạn đam mê. Đây là lúc bạn tự do khám phá những điều bạn mong muốn và buông bỏ những điều bạn không còn yêu thích. Việc đặt câu hỏi và khám phá những sở thích và sở thích mới có thể là cách hữu ích để hiểu rõ hơn về chính mình. Thứ ba, học về các danh tính khác nhau, tương tác với nhiều người khác nhau.
Việc tìm hiểu về cuộc sống và hỏi về kinh nghiệm của họ có thể sẽ giúp ích trong việc phát triển bản thân một cách có ý nghĩa. Đọc sách mới, xem TV, tham dự các nghi lễ tôn giáo khác nhau và các chiến lược khác để khám phá bản thân có thể sẽ giúp ích. Thứ tư, xem xét lại những mục tiêu của bạn. Hãy dành thời gian suy nghĩ về mục tiêu của bạn trong cuộc sống. Bạn muốn đạt được điều gì? Sở thích nào làm bạn vui và hạnh phúc nhất? Một cuộc khủng hoảng danh tính có thể là dấu hiệu cho thấy một nhu cầu nào đó của bạn đang hiện không được đáp ứng. Vì vậy, việc tìm cách thỏa mãn nhu cầu đó có thể mang lại cảm giác hài lòng hơn cho cuộc sống của bạn. Tiếp theo, bạn có thể xem xét cách các chuẩn mực văn hóa và gia đình ảnh hưởng đến bản thân bạn như thế nào. Bạn cũng có thể cân nhắc xem mình muốn chấp nhận những vai trò gì và từ chối những khía cạnh nào. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tìm kiếm sự hỗ trợ. Sẽ rất là hữu ích nếu như bạn có bạn bè và gia đình để dựa vào. Sự hỗ trợ xã hội mạnh mẽ là một phần quan trọng của sức khỏe tinh thần và cũng có thể là cách để nhận phản hồi và nguồn động viên bạn cần để cảm thấy thoải mái với danh tính của mình. Bạn bè, gia đình, câu lạc bộ xã hội, các nhóm tôn giáo, các nhóm thể thao đội nhóm và các nhóm hỗ trợ, nhà tâm lý học có thể là những nơi tốt để tìm sự hỗ trợ mà bạn cần. Vậy thì, làm thế nào để phụ nữ Việt vượt qua cuộc khủng hoảng tính nữ này? Gia đình tôi có 4 người, thì có đến 3 người là phụ nữ. Đây là câu chuyện kể lại khoảng thời gian 3 người phụ nữ ấy với những khủng hoảng căng tính của mình. Đầu tiên là câu chuyện của tôi, thế hệ Gen Z. Sau khoảng thời gian thất nghiệp dài hạn và suy nghĩ về nghề nghiệp của mình, tôi đã lấy lại được sức khỏe và tinh thần bằng cách viết trên Spyroom, tức là khám phá sở thích viết của mình. Tôi phát hiện ra trước giờ mình vẫn luôn chạy đua theo những kỳ vọng của xã hội, theo đuổi những xu hướng ngành nghề hot mà bỏ quên đi khả năng và năng lực của chính mình. Việc chấp nhận bản thân và khám phá những năng lực của mình cùng với cộng đồng hỗ trợ trên Spyroom đã giúp tôi lấy lại được sự tự tin để vượt qua khủng hoảng trong cuộc sống. Một điều quan trọng khác để giúp tôi vượt qua khủng hoảng 1/4 cuộc đời này chính là tình yêu. Tìm được một nguồn hỗ trợ tinh thần phù hợp. Anh ấy dặn tôi rằng mức lương dù ít vẫn là một sự cố gắng vượt bậc. Anh ấy nhắc nhở những deadline của tôi, dặn tôi nên tự tin sống với những giá trị của mình, không tiếc lời khen ngợi tôi, dẫu rằng đó chỉ là những chiến thắng nhỏ. Bỏ phố về quê cũng là một cách để chữa lành tâm hồn rất tốt. Tôi được mọi người quan tâm, hỏi han, nấu đồ ăn ngon cho ăn. Ở quê, mọi người quan tâm nhau hơn, chứ không sống vội như ở thành phố. Câu chuyện thứ hai là của chị tôi, một người phụ nữ thuộc thế hệ Millennials. Chị tôi gặp khủng hoảng vào năm 2020 khi bước sang tuổi 30. Chị đón sinh nhật bằng Covid và đã phải bỏ khá nhiều tiền bạc để bay chuyến bay giải cứu từ Nhật về Việt Nam và cách ly ở khách sạn. Hồi ấy, tôi cứ nghĩ mãi vì sao chị không cố gắng nhập tịch Nhật. Nhưng rồi tôi nhận ra, để nhập quốc tịch Nhật thì phải từ bỏ quốc tịch Việt Nam. Có lẽ mối quan hệ với Việt Nam và gia đình của chị tôi vẫn rất sâu đậm, nên chị tôi không sẵn sàng từ bỏ danh tính Việt. Ở Việt Nam có gia đình bạn, bạn bè, những gì thân quen. Trong thời điểm Covid, tất cả đều rối loạn, giàu nghèo gần như không quá khác biệt, thì mạng sống và gia đình vẫn là quan trọng nhất. Bạn có thể nói chị tôi đã bỏ phí nhiều năm học tiếng Nhật khi không nhập tịch Nhật. Tuy vậy, Nhật đã đầu tư rất nhiều vốn tại Việt Nam. Chị tôi đã tìm được một công ty có đãi ngộ tốt để gắn bó đi làm trong dịp Covid, tức là vai trò sản xuất được đảm bảo. Còn về vai trò tái sản xuất, chị tôi thuận theo tự nhiên và duyên số. Chị tôi tìm thấy niềm vui và sự an ủi từ động vật, cụ thể là một chú mèo. Có lẽ chị chấp nhận vai trò của mình là thành người lao động chính của một gia đình có 2 người đã nghỉ hưu và 1 người mắc bệnh tâm lý. Còn vai trò tái sản xuất, chị không để những gì xã hội áp đặt làm mờ đi giá trị của mình. Câu chuyện thứ ba là của mẹ tôi, một người phụ nữ thuộc thế hệ Boomer. Người phụ nữ cuối cùng và quan trọng nhất của cả nhà tôi chính là mẹ tôi. Sau khi nghỉ hưu, mẹ tôi gặp khó khăn trong việc thích ứng với cuộc sống. Ai cũng cần cảm giác mình có ích trong giai đoạn này. Sau một cuộc cãi nhau, chị tôi nói với mẹ rằng bà cần sống cho bản thân mình. Có lẽ đó là lần đầu tiên sau hơn 60 năm cuộc đời có người nói với bà như vậy. Được một thời gian, bà bắt đầu tìm thấy niềm vui trong việc nấu ăn, sắp xếp mâm cỗ chay thật đẹp mỗi dịp gia đình có giỗ và đăng lên Facebook cũng như Zalo. Một niềm vui khác của bà chính là việc tham gia nhóm tập thể dục buổi sáng. Sáng nào 5 giờ bà cũng dậy tập dưỡng sinh. Nhóm này của bà cũng thường xuyên hẹn nhau chụp hình mỗi dịp lễ và cũng là nguồn hỗ trợ tinh thần rất tốt cho bà. Tôi nghĩ có lẽ phần lớn nỗi buồn của bà đến từ việc bà không xem mình là người mẹ tốt khi đứa con gái lớn ngoài 30 rồi vẫn chưa chồng, đứa nhỏ thì mắc bệnh tâm lý, lại thất nghiệp. Tuy nhiên, sau khi bà được khuyên nên sống cho chính mình sau mấy chục năm sống cho chồng con, tinh thần của bà đã khá hơn nhiều. Qua ba ví dụ trên, ta có thể thấy được rằng cuộc khủng hoảng danh tính xảy ra như một hậu quả của sự thay đổi bên trong hoặc sự mất liên kết xã hội.
Do đó, nó có mối liên hệ chặt chẽ với xã hội bên ngoài khi một người nào đó đặt ra câu hỏi và đấu tranh với bản thân trong suốt một cuộc khủng hoảng danh tính. Người phụ nữ sẽ xây dựng thành công danh tính của mình bằng cách ở một mình, cô lập khỏi các quy tắc xã hội, bằng việc thách thức các định kiến và những thể chế đã được xã hội thiết lập vững chắc. Câu trả lời của khủng hoảng tính nữ chỉ có thể là cởi bỏ những áp đặt của xã hội sang một bên và sống vì chính mình. Như việc tôi bỏ những quy tắc về việc một phụ nữ 26 tuổi nên có một cuộc sống như thế nào, lựa chọn vai trò sản xuất phù hợp với mình. Rồi việc chị tôi, 34 tuổi, chấp nhận giá trị của bản thân bằng việc trở thành người lao động chính của gia đình, tức là vai trò sản xuất. Và cuối cùng là mẹ tôi, 61 tuổi, chấp nhận vai trò của mình là chăm sóc gia đình, vai trò tái sản xuất và bắt đầu sống vì bản thân. Đó là cách mà ba phụ nữ của ba thế hệ khác nhau vượt qua được khủng hoảng. Còn bạn thì sao? Những người phụ nữ xung quanh bạn đã gặp khủng hoảng danh tính và vượt qua nó như thế nào? Làm thế nào để chúng ta có thể chung tay tạo ra một tương lai mới tốt hơn cho những thế hệ phụ nữ sau này để họ giảm bớt những cuộc khủng hoảng danh tính bởi giới tính tạo nên? Cảm ơn các bạn đã xem hết video lần này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo từ Spyroom. Thank you.